Ê, Sao anh? em có biết á, cái tên của em ba mẹ đặt cho em nó có cái ý nghĩa như thế nào không? Ý nghĩa gì anh? Ý nghĩa của nó là hết sức là xa xôi nhưng mà thật ra lại rất gần gũi. Đó là để kêu thôi. Chứ tên không để kêu, không lẽ để chó kêu đúng không? Vậy nói nữa. Không, nhưng mà cái đó là giỡn thôi. Nhưng mà em biết á, sắp tới là ngày gì không? Ngày lễ tình nhân đúng không anh? Không, ngày hết Tết và đi học. Đó chứ, 14 tháng 2 là lễ tình nhân chính xác. Đó là cái buổi lễ gần nhất, đúng rồi, chuẩn bị sắp tới. Thì Liên Quân có tổ chức ra một cái event khá là thú vị. Ủa, event gì anh? Là em lên cái trang valentine.liênquân.garena.vn. Em chỉ cần gõ cái tên em vô thôi là em biết được ý nghĩa luôn. Hồi đã vậy anh? Mọi cái tên luôn. Dẫn mình vô coi thử. Ok. Đây, em có thấy không? Your name, your song, your valentine. Em có biết your name là gì không? Your name là tên của bạn. Không, là chỗ bán nem của các ông tên Do. Còn your song là bài hát của bạn. Không, ông ăn xong rồi ông do là em dục. Do Valentine à, ngày lễ tình nhân của bạn. Lễ tình yêu. Nói chung nãy giờ em giải thích không gì đúng hết. Gửi lời yêu qua từng nốt nhạc. Em chỉ cần nhập tên của em vào đây thôi và em bấm tìm kiếm, nó sẽ nhảy ra một cái bài hát có tên em trong đó. Thiệt không anh? Thiệt. Đó, rồi xong á, em có thể nhận được một combo Valentine có trang phục của chàng Eo Su nghệ sĩ và cô nàng Roxy. Ồ, đã rồi hả? Và em có thể nhận cái này là hai cái combo về mình luôn. Ủa? Nhưng mà thí dụ mà em có người yêu đi, nó chắc không có đâu. Thí dụ em có người yêu thì em gửi cho người yêu của em một bộ. Mà chắc là mày chọn bộ nữ rồi. Tại người yêu mày cũng đâu phải là nữ. Anh này tự nhiên muốn chơi thử, muốn chơi thử không? Chơi chơi anh, chơi. Rồi, bây giờ ta sẽ nhập tên của mày vào đây. Tên là Hey Man rồi. Đó, man chứ đâu man. Chút. Có tên em thiệt luôn kìa. Ồ, chứ sao trời, là như giỡn mẹ. Nè, nghe hát có tên mày luôn. Ồ, nghe thử anh. Đây là Phương và Phương thích chơi Liên Quân. Tuổi cặp kề đã gần nhưng lại ế mấy chục mùa xuân. Đúng rồi đó. Thì đúng rồi, ai nói sai đâu. Valentine Phương sale bản thân 91%. Làm gái hả? Không phải làm, nhưng mà mình làm vậy cho người ta thấy mình hạ giá một Tết, người ta tới chơi mình. 90% là còn bán có 90% mà. Ok. Là nhiêu tiền? Còn có 9.000 anh. Ủa vậy 100% đâu mắc đâu cũng có 100.000. Nhiều khi người ta thấy 100, người ta thấy nhiều quá, 9.000 người ta thấy rẻ. Thế nhưng chẳng ai thèm Phương, Phương đóng mạng nhện và sống thế thật thương tâm. Tôi tính ra nó chù mày luôn. Ủa sao bài gì mà chù em ế luôn á, không cách nào có bồ được luôn á. Thì đúng rồi, dễ gì. Của mày á là mày nhiều khi mày sale 90% nhưng mà mày phải cho lại ta tiền luôn, người ta mới quen mày. Trời kỳ á. Ví như là mướn người ta quen mày mỗi ngày 20 triệu rồi hay ra. Em ế vậy luôn hả? Giờ mày muốn tìm tên của bạn bè mày luôn không? Được anh. Tên gì? Tên Tuấn đi. Bồ mày hả? Crush mày hả? Cũng hơi thích thích. Ui, không có con Tuấn nào mà tên của con gái. Ủa thì em đâu nói đó là con gái đâu anh. Tuấn hả? Tuấn chăng nó hát à? Đây là Tuấn, là Tuấn. Tuấn hay bị nữ. Mới có không? Ủa có là sướng thì sao trời. Này Tuấn ơi sao Tết này chưa đưa ai về thầy U. Nhỏ này nó hát nên nó ghét thằng này lắm. Này Tuấn ơi sao. Này Tuấn ơi sao Tết này chưa đưa ai về thầy U. Ủa anh gì? Đưa về thầy U là sao? Là giống như là nó bị u nang buồng trứng đó. Cái nó đưa về thầy đồ, thầy bà đồ, nó giải cho nó. Ủa? Không, ý là đưa về bác sĩ chữa cắt cái cục u cho nó vậy thôi.
Không nói chứ thầy U là cha với mẹ đó, mà gọi là cách dùng miền khác thôi ba. Ủa vậy hả? Trời, biết gì hết trơn. Vậy mà tưởng bài này trùng nó bệnh không á? Phùng. Nó bệnh ai chơi với mày? Chút. Suốt ngày chơi liên quân, thêm hay đấy nhưng vợ con phải lo. Nhìn người ta tây bông tay bếp, u tủi thân mày có biết chưa? Năm sau không mang về đây thì tao đánh cho mày chưa? À tức là nó không dắt được vợ về á, là hả ba má đánh nó. Vậy là vui nha, năm sau nó ế như mày luôn là nó hốt mày đó. Gặp về gặp ba má là ba má đánh mày chứ không phải là đánh nó đâu. Ủa gì kỳ vậy? Trong studio mình có một Long, bấm tên Long thử. Để tao đoán bài hát trước nha. Đầu đoán thử anh. Đây là anh Long, anh ở Hồng Kông. Chúc. Anh thích đưa mông đưa vú, đưa nguyên một chùm lông đen. Chúc. Làm cho em đáo điên tâm hồn. Ôi sao cái bài về Long nghe ghê vậy anh? Mang tên Long thì vậy thôi. Ôi quái quá. Này Long ơi sao Tết này chưa đưa ai về thầy U? Rồi trang bài nãy luôn. Cái bài của anh hay hơn luôn. Nên add cái bài này vô để thu âm gửi cho Liên Quân cái đó. Cập nhật sớm đi. Coi anh Hà Ezio coi. Đây là Hà và Hà thích chơi Liên Quân. Hết hồn luôn. Đây là Hà và Hà thích chơi bà già. Trời ơi, hát về Hà là được. Hát được à, Hà thích bá cho bù dù là thích lên. Thôi. Tới đó được rồi. Nên vậy. Chứ khi nó chạy sệ lắm, hát cũng ghê. Ghê quá. Ví dụ Chris coi. Ủa tên khác của anh là Sorry hả? Thì tên ở ngoài mọi người gọi là Chris, nhưng mà ở nhà ai cũng gọi là Best Sorry. Gì vậy ta? Thằng Long xin lỗi, quay lại lần sau nhé ơi bạn ơi. Vì bạn có một cái tên rất tuyệt vời. À là không có bài hát à? Ủa mà sao kêu cái tên rất tuyệt vời mà không có bài hát là sao? Tại tên tuyệt quá không ai làm luôn. Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ thêm tên bạn vào lần sau. So sorry 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 sorry. Ê mày có một bạn nào tên là lạ không? Có anh, em có một bạn tên Banh. Sao tên của nó thể thao vậy? Tại xưa ba nó mê hết Banh, nên đẻ ra đặt tên Banh luôn. Trời đất ơi. Ừ. Ba nó mà mê phạm lỗi là hả? Bây giờ anh biết thì dùng trận để làm gì? Ủa liên quan gì tới cái bài đó anh? Phạm lỗi là tên Trọng Tài đó, Nguyễn Trọng Tài hát bài đó. Không có. Ôi kỳ á. Không nhưng mà tao hát tặng bạn mày được. Ôi được luôn anh. Banh lùn là tê, banh lùn là tê. Hay không? Hay hay hay. Ôi, này mà em gửi lại cho nó là nó mê lắm luôn á. Nó mê banh mày ra luôn. Còn ba nó tên lạ nữa không? Còn anh, thằng chung lớp luôn, tên ác. Sao lớp mình nó bạo lực quá, đã banh còn ác nữa. Banh rất ác là còn đứa gái nào sống trong lớp mày nổi không? Trời đất ơi. Mày thích trai mà làm như thích gái vậy? Tên ác hả? Ác. Không có luôn. Kỳ vậy ta. Trời ơi, vậy là thôi để tao phải hát tặng nữa rồi. Úi, được luôn hả? Cho nó một bản đặc biệt đi. Đó hay không? Ôi hay đó. Nghe giai điệu là thấy thân thương. Đó. Bị bài hát nó đưa về coi nguồn mà không thân thương. Mà nếu như mà các bạn muốn nhận được hai cái skin Elsu và Roxy á, thiệt là nghệ sĩ, thiệt là âm nhạc không, vào buổi lễ tình nhân, thì các bạn hãy bấm vào nhận miễn phí ở ngay đây. Click vào và chia sẻ nó.
hãy chia sẻ nó trên dòng thời gian của các bạn và nhớ là chia sẻ công khai nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like và một subscribe, và ngoài ra thì đừng quên comment lại cho mình tên của các bạn. Mình sẽ sẵn sàng chế một bài nhạc về tên của các bạn cho các bạn nha. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.